Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, Hoa Sa Mạc kính chào lại toàn thể quý vị trong đạo tràng. Kính thưa chư vị đồng đạo, thì đã đến cái giờ mình chia sẻ sáng giảng thi văn của Đức Thầy. Thì kính thưa chư vị đồng đạo, thì đến đây thì đến cái tài là từ giả là nhân nghĩa. Thì kính thưa chư quý vị, thì trong cái bài từ giả là nhân nghĩa ở đây thì Đức Thầy chúng ta có viết là 4 câu. Và nhìn dân ruột thắt gan teo, ráng cầm gậy cũ mà leo qua bờ. Nếu không gặp cảnh bơ dơ, thuyền ghe chẳng có bến bờ cũng không. Một mai thấy được non bồng, cảnh tiên rực rỡ mây rồng. Mây rồng đẹp thay, lại thêm thấy chốn Phật đài, không già không bệnh chẳng ngày nào lo. Và Nam Mô A Di Đà Phật, kính thưa chư quý đồng đạo. Thì đây là cái đề số 2 của nhóm các nhà các anh đã nêu lên trong 8 câu trong bài từ giả là nhân nghĩa. Thì Hoa Sa Mạc xin được chia sẻ theo cái sự hiểu của mình trong 8 câu trên vậy. Thì nói đến từ giả là nhân nghĩa ở đây thì kính thưa quý vị, mình hiểu, mình nhớ lại cuộc đời của Đức Thầy chúng ta gặp rất nhiều những cái sự gian truân trắc trở. Bởi vì từ cái ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão thì Đức Thầy chúng ta đã ra đời khai đạo ở tại Tổ Đình. Thì lúc bấy giờ nghĩa là tất cả, nghĩa là tín đồ, tất cả các nơi nghe cái tiếng lành của Đức Thầy, cho nên ai cũng đến, nghĩa là đến để mà xin trị bệnh. Bởi vì xin trị bệnh rồi nghe pháp rồi quy y theo cái giáo lý của Đức Thầy, nghĩa là cái danh tiếng của Đức Thầy càng ngày càng lớn rộng, cho nên thực dân pháp họ rất là lo sợ. Họ sợ cái uy tín của Đức Thầy càng lớn rộng thì ảnh hưởng cái sự chánh trị của họ, cho nên họ tìm cách để mà di dời Đức Thầy, nghĩa là chia cách giữa tín đồ và Đức Thầy. Cho nên từ đây, nghĩa là trên cái bước đường truyền đạo của Đức Thầy gặp rất nhiều những cái sự trắc trở. Thật vậy, chưa có đầy một năm trong dòng khai đạo nữa, cho đến ngày 12 tháng 4 thì bắt đầu người Pháp họ là lưu cư dời Đức Thầy tại đây mai đó rồi. Mà trong ngày 12 tháng 4 thì họ đưa Đức Thầy đến Châu Đốc rồi đến Sa Đéc. Thì thưa quý vị, sau khi mà không có thể định tội được Đức Thầy rồi đó, thì bắt đầu là một số đồng đạo mới đưa Đức Thầy, như là đem Đức Thầy về làng Nhân Nghĩa, Cần Thơ. Thì ở nơi đây thì Đức Thầy cũng đã trị bệnh độ đời, thuyết pháp độ đời và viết kinh giảng độ đời. Thì lúc bấy giờ tín đồ các nơi nghe cái tiếng Đức Thầy trở về làng Nhân Nghĩa rồi thì họ tấp nập, họ đi đến để mà họ cũng dẫn như trị bệnh rồi nghe pháp quy y dân dân, đông đảo cũng như lúc hồi còn ở Tổ Đình vậy. Thì đến đây thì tại vì nó cái nhân duyên á, thưa quý vị, tại vì cũng không có yên ổn được, cho nên chỉ một lúc sau thì người Pháp họ lại lo sợ nữa, bắt đầu thấy đông đảo quá, bắt đầu họ biết họ sắp sửa để mà dời Đức Thầy về ra khỏi làng Nhân Nghĩa để đưa về Cần Thơ. Thì Đức Thầy biết trước được, nghĩa là biết trước được sắp sẽ sửa từ giả tín đồ bổn đạo nơi làng Nhân Nghĩa này, cho nên Đức Thầy đã viết cái bài từ giả làng Nhân Nghĩa. Thì trong cái bài này Đức Thầy đã viết cho biết là nhìn dân ruột thắt gan teo. Thì Đức Thầy nhìn dân ở đây là nhìn tất cả bổn đạo, nhìn tất cả tín đồ, nhìn tất cả chúng sanh, mà trong lòng Đức Thầy nó đau lắm, nghĩa là ruột thắt gan teo, nghĩa là nó rất là thương mà nó đau, bởi vì thương chúng sanh đang còn lầm lạc, thương chúng sanh đang còn say mê, thương tất cả nhân loại chúng sanh đang còn trong cái cảnh nghĩa là khổ nghèo, đang còn trong cái cảnh đói nghèo, nghĩa là nghèo từ cái vật chất cho đến nghèo về đạo đức. Cho nên Đức Thầy rất là thương, rồi thương chúng sanh đang chịu nghĩa là lầm lạc, đang chịu vô minh, đang chịu lặng hụp trong cái cõi đời hạ quân mạt pháp này. Cho nên cái lòng của Ngài rất là đau, nhìn dân ruột thắt gan teo, ráng tầm gậy cũ mà leo qua bờ. Thì Đức Thầy khuyên ở đây rồi, Đức Thầy ráng tầm gậy cũ, nghĩa là Đức Thầy khuyên dạy cho tất cả nghĩa là tín đồ, tất cả chúng sanh phải cố gắng tầm gậy cũ đi. Tầm gậy cũ ở đây là gì thưa quý vị? Gậy cũ ở đây ý chỉ cho cái giáo pháp thưa quý vị. Gậy cũ là ý chỉ cho cái giáo pháp chân truyền vô duyên của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để lại đó. Mà ở đoạn khác thì Đức Thầy có nhắc nhở đó, tay tăng sĩ dạy thiền quyết nắm lần bụi bờ xuống thẳng lên đèo đó. Dầu cho gặp lắm hùm beo, từ bi dẫn niệm, từ bi dẫn niệm quyết leo khỏi rừng. Thì thưa quý vị, ráng tầm gậy cũ mà leo qua bờ. Ở đây Đức Thầy khuyên dạy cho tất cả, nghĩa là chúng ta phải cố gắng tầm cái gậy cây gậy cũ này,
tức là tầm cái giáo pháp mà chân truyền từ nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Thầy đã dưng cái sắc lệnh đó để chỉ dạy cho chúng sanh. Bởi vì Ngài là Đức Thầy chúng ta ra đời đây thì Ngài đã dưng cái sắc lệnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi. Ngài đã với cái sứ mạng là quy nguyên Phật Pháp và canh tăng giáo điều, nghĩa là quy nguyên Phật Pháp là đem cái chánh pháp chân truyền vô vi để mà nấu truyền lại cho tất cả chúng sanh, quy nguyên Phật Pháp và canh tăng giáo điều, nghĩa là cải sửa một cái số hay là cho nó phù hợp trong cái thời buổi hiện nay. Cho nên Đức Thầy cũng khuyên dạy, nghĩa là ráng tầm nghệ cũ, ráng tìm kiếm cái giáo pháp cao siêu đó, cái giáo pháp màu nhiệm, cái chánh đạo vô vi chân truyền của Đức Phật Thích Ca đó mà leo qua bờ. Nghĩa là ráng tầm nghệ cũ mà leo qua bờ, mà cố gắng leo qua bờ. Leo qua ở đây ý chỉ cho, nghĩa là cái bờ là chỉ cho nó khó khăn. Từng đó mình tầm cái giáo pháp để cố gắng nương theo cái giáo pháp mà vượt khỏi đi cái sông mê, vượt khỏi cái bể khổ này để trở lên, trở qua cái bến bờ giác ngộ vậy. Rồi Đức Thầy còn cho biết nữa là nếu không gặp cảnh bơ vơ, nếu mà mình không cố gắng như vậy thì mình sẽ gặp cái cảnh bơ vơ khổ lắm. Nhưng mà lên trên giữa dòng trời nước, bởi vì nếu mình không nương nhờ cái giáo pháp của Đức Phật để chúng ta tu hành để vượt qua cái bờ sanh tử này rồi thì mình sẽ bị cái bờ sanh tử này nó nhận chìm mình hoài, lên lên xuống suốt trong như là sáu nẻo luân hồi mãi mãi. Nếu mà không tìm được cái giáo pháp để tu hành, không tầm được cái giáo pháp để mà leo qua cái bờ sanh tử này thì mình sẽ bị nhận chìm hoài, gặp cái cảnh bơ vơ giữa trời nước mênh mông. Rồi khi đó thì sao quý vị? Thuyền ghe chẳng có, bến bờ cũng không, cứ trôi dạt lên lên trong dòng sanh tử này hoài, làm sao mà mình vượt thoát khỏi đây, làm sao mình mà thoát khỏi cái con đường đó, đau khổ của cái cõi thế gian này mà chúng ta đang lăn lóc từ hồi vô lý kiếp đến nay. Đức Thầy cho biết là nếu mãi mê man mùi tục lụy, linh hồn chìm đắm chốn nê hà, mình phải chìm đắm mãi mãi trong cái bến bờ sanh tử này hoài vậy, lúc thuyền ghe nào không có gì để mà rước đưa mình hết. Nếu không gặp cảnh bơ vơ, thuyền ghe chẳng có, bến bờ cũng không, thì không có có gì hết, rồi linh hồn mình sẽ trôi dạt về đâu, nghĩa là nơi cái phương trời vô định nào vậy, rất là khổ sở vậy. Cho nên nghĩa là Đức Thầy khuyên chúng ta phải cố gắng tầm cái gậy cũ, nghĩa là tầm cái giáo pháp đó để mà tu, để mà sao, để chi quý vị một mai thấy được ngon bồng. Nghĩa là một mai, nghĩa là mai sau này đó, một mai nghĩa là ý chỉ cho cái mai sau này đó. Nếu chúng ta hành trì theo cái lời dạy của Đức Thầy thì sau này mình sẽ thấy được cái cảnh non bồng. Cái non bồng ở đây là gì quý vị? Một mai thấy được non bồng, cảnh tiên rực rỡ mây rồng trội thai. Thì ở đây nói về non bồng là ý chỉ cho cái cảnh tiên. Cái cảnh tiên đó là một mai thấy được non bồng là cảnh tiên đó. Cảnh tiên rực rỡ mây rồng đẹp thai, cái cảnh tiên thì nó rất là tốt đẹp, nó an nhàn, nó hạnh phúc để chờ đón những người mà có phước đức. Phật trời chẳng luận nghèo giàu, ai nhiều phước đức được vào cõi tiên, hữu phần thì cũng hữu duyên, sửa tâm hiền đức cõi tiên cũng cần. Thưa quý vị, cho nên cái cõi này, cái cõi non bồng, cái cõi tiên này thì dành cho những người có đầy đủ, có cái duyên, có phước đức, có cái duyên lành đó, thì tất nhiên sẽ được về cái cảnh giới an lành đó. Nghĩa là cảnh tiên rực rỡ mây rồng đẹp thai, nó an lạc, nó hạnh phúc vô cùng. Lại thêm thấy chốn Phật đài, nghĩa là lại thêm thấy chốn Phật đài. Phật đài là nơi Phật ngự đó quý vị, nơi cái cõi Phật ngự đó, không già không bệnh, chẳng ngày nào lo. Về đó rồi, đi đến cái chỗ cảnh giới đó rồi thì không già không bệnh, chẳng ngày nào lo, không có còn lo, không có còn buồn gì hết, không già không bệnh. Tại vì khi mình đến cái cõi Phật rồi thì tất nhiên chúng ta đã vượt thoát hẳn cái sanh tử luân hồi, mình không có còn đó là sanh trở lại nữa, thì tất nhiên mình không già không bệnh, không chết, không còn sanh tử luân hồi nữa, không già không bệnh, chẳng ngày nào lo. Thành ra tới chừng đó rồi thì mình an lạc hạnh phúc biết bao nhiêu mà nói. Kính thưa quý vị, thì đó là cái ý thứ nhất. Theo cái ý thứ hai của Ba Sa Mạc hiểu ở đây đó, ý chỉ cho cái cảnh non bồng, cái cảnh tiên rực rỡ đó, và cái lại thêm thấy chốn Phật đài ở đây đó, thì theo Ba Sa Mạc hiểu ý chỉ cho cái cõi đời Thượng Quân Thánh Đức nữa.
Tại vì khi mà mình về nơi cái cõi đời Thượng Quan Thánh Đức rồi, nó giống như cái cảnh tiên vậy đó quý vị. Nó sẽ an lạc, nó hạnh phúc vô cùng. Mà thấy chốn Phật Đài ở đây ý chỉ cho cái thời mà Đức Phật Di Lặc đó quý vị. Khi mà cái thời Đức Phật Di Lặc ra đời tại thế thì mình sẽ được nghe là nghe Đức Phật Di Lặc thuyết pháp. Trong ba cái tràng pháp đó là mình tỏ ngộ rồi, mình khai ngộ, mình đắc đạo ở trên. Nó rất là an lạc, hạnh phúc vô cùng. Thì khi mà mình được tỏ ngộ rồi thì tất nhiên mình sẽ là được thoát khỏi cái cảnh sanh tử luân hồi này nữa. Mình sẽ được giải thoát tự tại vậy. Và kính thưa chư quý đồng đạo, thì qua cái đề số 2 của nhóm các anh các nhà đã nêu lên trong cái bài từ giả lời nhân nghĩa, thì theo cái sự hiểu của Hoa Sa Mạc thì Đức Thầy cũng đã khuyên nhắc chúng ta phải cố gắng cầm cái giáo pháp để vượt khỏi cái bờ sanh tử này. Còn nếu mà mình không có, mình chểnh mãn, mình bê tha, mình giải đãi thì mình sẽ trôi lăn mãi mãi trong cái chốn nơi hà này. Mình sẽ bơ vơ giữa trời nước mênh mông rồi không biết cái linh hồn mình về đâu nữa. Chúng ta phải cố gắng tu hành để sau này mình thấy được cái cảnh non bồng, mình thấy được cái cảnh tiên, và mình được đến cái nơi cái chốn mà đến nơi cái cảnh giới an lạc của Đức Phật, thì nơi đó thì mình sẽ không có còn sanh tử luân hồi nữa, mình không có còn khổ trong cái cõi ta bà mà chúng ta đang sống nơi đây. Thì kính thưa chư quý đồng đạo, đó là sự hiểu của Hoa Sa Mạc trong cái đề số 2. Thì đến đây Hoa Sa Mạc xin gửi mic lại và Nam Mô A Di Đà Phật.